Với má trắng má đỏ đây. Giọng này giọng xoắn tít rồi. Thung đẹp lắm bạn ơi. Đúng ở trong góc chân núi. Úi giời. Chỗ xoắn tít. Nó xịt lên tí. Quay cho nó nét. Treo mồi ăn uống nước buổi chiều ngồi 30 phút đang định ra xách mồi đi thì tự nhiên ở trên núi lao xuống một đôi trong đây con mái không biết đâu đây ngoài đứng đây ngồi nãy đi xin được quả cà chua cài lòng cho nó ăn kìa. Chết nóng mũi gạ đấy bị lừa lừa nước chảy đấy nước chảy lòng á chạy đi cho nó xuống các bạn nhìn nữa buổi đẹp vãi. Mẹ tự lên lại còn có trời hót đằng sau chứ. Sút. Đúng là cành treo đấy. Thế nó đấy, thế cái này cách tầm 2 mét là vào lòng. Ôi, chưa rồi. Mẹ nó kiểu gì rút lưới ra mất rồi. Cứt luôn.